Nạp kim cương Mobile Legends VG giá rẻ tại WhatsApp Mobile Legends. Hello, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Toilet Legend. Và hôm nay mình sẽ quay cái hộp quà mùa đông này cho anh em xem nha anh em. Ok, 450 kim cương, Zazina lần thứ đầu tiên. Aurora, trời ơi, Aurora có rồi. Cả skin này lỗ quá. Nào lần thứ hai ra cái gì nào? Skin epic, ok, lần skin epic rồi. Yeah. Phải nói với anh em là skin epic này hiếm ngang với Châu Long Chí Tử luôn nha anh em, vì nó cùng thời với Long Chí Tử luôn anh em ạ. Quá là lời rồi. Yeah. Thì theo mình được biết skin epic này lúc đó quay cũng phải mất tới tận 2 triệu nha anh em, nhưng mà không có hiệu ứng gì. Mãi về sau này đó mới sửa lại hiệu ứng với cả làm lại nha anh em. Ok. Bây giờ là thứ 4. Là thứ 4 ra cái gì nào? Ui giời, về sân na. Đợi ra hai cái skin thường đó rồi. Thả hai cái skin thường chưa có đi, phải hay hơn không? Đây là lần cuối cùng nha anh em. Nào, ra gì nào? Ok, yeah. Skin Uranus Epic. Yeah. Skin này cũng khá là đắt luôn anh em ạ. Phải nạp tới tận 2 triệu đồng để quay cái event Uranus này nha anh em. Và skin Uranus này cũng ra trong năm 2019 thôi. Cũng là skin mới anh em ạ. Ok, tạm ổn. Và để ăn mừng cái chiến thắng này thì mình sẽ quay luôn tướng Nunlock cho anh em xem nhé. Vâng, ở đây mình có 2040 vé. Thì ở đây mình quay xem bất bao nhiêu vé để ra được con Nunlock này nha anh em. Ok, năm lần đầu tiên không có gì cả, cũng là chỉ mảnh tướng vừa vào vẩn thôi. Ok, dùng luôn đi. Tiếp theo tuần thứ 2 vẫn chưa ra anh em ạ. Lần thứ 3 nào. Lần thứ 3, nháy đèn vào, nháy đèn. Không ra anh em ạ, nháy đèn, mặc dù đã nháy đèn rồi. Nháy đèn tiếp, thoát ra vào đại. Rồi, quay. Ơi, vẫn chưa ra, chưa đến lượt mình. Từ từ nha anh em nhá. Tướng và skin minh viễn là 0,58%, anh em cứ bình tĩnh thôi nha anh em, không được quay liên tục. Ok, bây giờ cứ nháy đèn đã, rồi ok, quay. Vẫn chưa được cái gì đâu, vẫn chưa được, trời ơi, vẫn chưa được. Toàn thứ tạc nham thôi. Còn 1.500. Nào, lần này không ra, vẫn chưa ra rồi. Còn 14 lần nữa. Chưa ra, trời ơi, vẫn toàn vàng thôi. Tiếp theo nào, không ra rồi, chán quá. Chết, còn có 1.200. Ra đi. Không. Trời ơi, lần này ra hộ cái. Ok, ra rồi anh em ạ. Nunlock nha. 10 lần nha anh em nha. 10 lần 100 vé. Ok, 10 lần 100 vé là 1.000 vé đây anh em. 1.000 vé mình đã ra được con Nunlock này rồi. 10.667 BF nha anh em. Ok, và video ở đây đã kết thúc rồi. Mong anh em để lại cho mình một like, một share và một subscribe anh em. Comment ý kiến của anh em ở dưới video. Bye bye.